Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng B Network Việt Nam. Có rất nhiều người khai thác B Network ở nhiều thành phần xã hội, và chỉ lớn nhỏ nghề nghiệp nào cũng có, nhưng không phải ai cũng có đủ tầm nhìn cũng như là kiến thức để hiểu thấu đáo về B. Có người tuy có học thức rất là cao, lại là những người làm trong lĩnh vực blockchain, nhưng lại phân tích về B khá là quy chụp và thiếu kiến thức. Còn có người chỉ là những con người bình thường, nhưng lại có thể hiểu về giá trị cốt lõi của B Network và tin tưởng B tuyệt đối. Và trong video này, tôi sẽ phân tích để mọi người có cái nhìn đúng hơn về bi và đừng hiểu sai lệch về nó. Một khai thác bi để chờ bi có giá rồi bán, đây là một quan niệm cực kỳ sai lầm và tồi tệ. Bi với định hướng là trở thành đồng tiền chung trong việc trao đổi hàng hóa toàn cầu. Người ta phải dùng tiền để sở hữu bi, để tích trữ bi, chứ sao lại bán bi để đổi thành tiền. Đây là một quan niệm của những người ăn sổi. Họ chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà không có một tầm nhìn xa. Hiện tại bạn có thể bán bi với giá vài chục nghìn cho một bi, nhưng trong tương lai một năm, hai năm nữa thôi, thì bạn phải bỏ ra số tiền gấp trăm lần nó, cũng chưa chắc bạn mua lại được số bi mà các bạn đã bán ở thời điểm hiện tại. Hãy là một con người có tầm nhìn và kiên nhẫn, đừng chăm chăm vào việc chờ bán bi, bạn cũng sẽ trắng tay mà thôi, vì bạn không có khả năng quản lý tài chính và nghèo lại hồn nghèo. Và thứ hai đó là những người tiện rep làm sai lệch thông tin về bi. Có rất nhiều người tuyển rep theo kiểu nói rằng bi hiện tại có giá cả nghìn đô để lôi kéo rep của mình vào khai thác thì thực sự tai hại những người này tiễn rep bất chấp làm cho thành viên của họ cứ nghĩ là bi như vậy thật để sau này họ đặt ra những câu hỏi rất là ngớ ngẩn như là khai thác 3 năm rồi sao không bán được bi rồi ai cũng có bi thì bán bi ai mua rồi khi nào bi được lên sàn đây là những câu hỏi rất sai lầm về bi mình xin khẳng định bi hiện tại không có chủ trương lít sàn bi không phải để bán còn nếu một mình bạn có bi thì ai chấp nhận bi? Ví dụ chỉ một mình bạn có tiền thì những người khác sao có thể chấp nhận tiền được? Cho nên bạn có tiền, người khác cũng có tiền, xã hội trao đổi hàng hóa bằng tiền, tiền được lưu thông thì lúc đó tiền mới chính thức có giá trị, thì bi cũng vậy. Cho nên các bạn đừng hỏi câu ai cũng có bi thì ai sẽ là người mua bi nữa. Còn bi là một dự án mang tính bước ngoặt, một dự án thế kỷ, cho nên nó phải cần có thời gian hình thành và phát triển theo đúng quy luật. Còn nếu các bạn muốn bi nhanh thì rất đơn giản như những đồng coi khác. Chỉ việc mất một tháng sinh ra đưa lên các sàn giao dịch để được thổi phòng giá và sập đổ. Bi không đi con đường như vậy, cho nên một dự án thế kỷ thì mất 3 năm, 4 năm hoặc hơn thế nữa cũng là một điều không là vấn đề gì lớn. Vì tầm nhìn của Bi là trên 100 năm và hơn thế nữa và đã có những tài khoản Bi bị Bi cơ tim khó trên 100 năm khi khai thác gian lận. Cho nên một lần nữa mình xin khẳng định Bi là tương lai và những người đang tuyển rep nên nói đúng về bi và bản thân các bạn cũng nên trang bị kiến thức để biết về bi và thứ ba đó là thông tin bi lừa gà bi lừa đảo các bạn đã quá ám ảnh với những dự án lừa gà lừa đảo tại việt nam mà tất cả là do các bạn quá tham lam mà thôi và các bạn không có kiến thức nếu bạn là một con người thông thái và có kiến thức thì không một ai có thể lừa được các bạn cả đến thời điểm hiện tại thì bi chưa từng lừa đảo hay bắt các bạn đóng một nghìn nào để sở hữu bi còn những dự án tại việt nam họ bắt các bạn đóng tiền vào để lấy lãi trên 30, 40% một tháng là các bạn tin ngay đi vay đi mượn bạn bè người thân để đem tiền đưa cho họ để rồi họ ôm số tiền của bạn cao chạy xa bay các bạn thật dại khờ không biết phân biệt đâu là một dự án thật đâu là một dự án lừa đảo và những người nó bi lù gà chắc hẳn là những anti tivi nhân miệng thì nói bi lù gà còn tay thì vẫn cách tì xét đều đặn bi là một bước đột phá của nhân loại mang quy mô toàn cầu nên đừng đem bi ra so sánh với bất kỳ một dự án nào tại Việt Nam. Vì hiện tại tại Việt Nam vẫn chưa có một dự án tiền mã hố nào ổn cả. Họ chủ yếu tạo ra dự án ma để kêu gọi vốn, còn bi nó không với việc huy động vốn, khai thác bi là 100% miễn phí. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet là bạn đã có thể sở hữu được bi, cho nên thông tin bi lừa gà, bi lừa đảo là sai hoàn toàn. Và thứ tư đó là tư tưởng so sánh bi phải như là Bitcoin. Bi được sinh ra từ việc kế thừa và phát huy ưu điểm của những đồng côi đi trước và bản thân Bi cũng có những ưu điểm của riêng mình. Mọi người cứ nghĩ rằng phải đầu tư máy móc đắt tiền như Bitcoin thì nó mới có giá trị. Bạn hãy nghĩ xem trên thế giới có bao nhiêu người có đủ khả năng sở hữu được Bitcoin, có bao nhiêu người có đủ khả năng bỏ ra cả đống tiền để mua máy móc hiện đại khai thác Bitcoin. Con số này là khá ít, cho nên chỉ có những người có điều kiện hoặc là những người giàu mới có khả năng sở hữu được Bitcoin. Cho nên Bitcoin mãi mãi không thể nào trở thành đồng tiền chung của thế giới được, vì Bitcoin không tiếp cận được những tầng lớp xã hội thấp hơn. Còn Pi thì ngược lại, bạn không cần quá giàu để có thể sở hữu được Pi, bạn cũng không cần đầu tư mấy móc đắt tiền để khai thác Pi network. Và hướng đi của Pi là khác biệt hoàn toàn so với Bitcoin. Pi liên lỗi tới từng ngóc ngách trên thế giới. Người giàu, người nghèo làm nghề gì, tôn giáo nào, dân tộc quốc gia nào cũng đều có thể khai thác được Pi. Vì vậy, Pi mới phổ biến. Ai ai cũng biết về bi, ai ai cũng có thể sở hữu bi trong tay. Thì bi mới có thể được đồng thuận để trao đổi hàng hóa được. Thử hỏi nếu hiện tại bạn sở hữu Bitcoin, bạn có mua được thứ gì không? Còn bi hiện tại mặc dù hệ sinh thái chưa được kết hợp, nhưng trên các trang hội nhóm, bạn vẫn có thể đồng thuận giá để trao đổi bi lấy hàng hóa, nào là đồ công nghệ, điện thoại, laptop, máy tính, mỹ phẩm, quần áo, điện tử, điện lạnh, ẩm thực, bất động sản, vân vân, trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, mọi người đang dần dần chấp nhận thanh toán bằng bi rồi trong khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi, chỉ cần sở hữu bi trong tay thì bạn có thể đi khắp thế giới và không cần phải mang theo tiền mặt để quy đổi tiền khi đi đến các nước khác. Bi đi con đường mà chưa ai từng đi, vậy nên so sánh bi với Bitcoin là một việc sai lầm của những người tiên phong. Mình xin khẳng định Bitcoin mãi mãi sẽ là hàng hố và nó sẽ không thể nào trở thành tiền tệ được. Và tư tưởng phải đầu tư máy móc đắt tiền thì mới có giá trị là một sai lầm. Và thứ năm các bạn hiểu sai về bi do các báo chí tiến sĩ phân tích sai về bi. Báo chí tiến sĩ tại Việt Nam họ cũng chỉ là những con người bình thường như chúng ta. Họ cũng có những nhận định và niềm tin riêng. Các bạn cũng vậy. Có người tin tưởng bi, có người không tin bi. Thì báo chí tiến sĩ cũng vậy. Có người nói tốt về bi, có người nói xấu về bi. Họ dùng kiến thức mà họ đang có để phân tích sai lệch về bi. Nhưng kiến thức đó là một kiến thức cũ của cả chục năm trước. Họ bị chính kiến thức đó kìm hãm lại họ. Bi là tương lai, bi là kiến thức mới Cho nên ai ai cũng cần phải trang bị cho mình kiến thức về bi Kể cả báo chí hay là tiến sĩ cũng vậy thôi Họ cũng là con người Họ cũng cần phải học hỏi Và niềm tin của mỗi người là mỗi khác Bài học thì trước mắt khi mà Bitcoin lúc trước cũng bị báo chí, tiến sĩ tại Việt Nam Lên tiếng cảnh báo nó cũng là một trò lừa đảo, mất đi cơ hội của rất nhiều người Việt Nam Thật ra lúc trước họ cũng không biết gì về Bitcoin, về tiền mã hóa cả khi mà Bitcoin có giá trị và nó cực kỳ hot thì họ mới lao vào để phân tích tìm hiểu về nó. Cho nên họ luôn luôn là những người đi sau và cố chấp cứ đem kiến thức cũ ra để áp đặt vào một cái gì đó hoàn toàn mới. Bài học thì còn đó, cho nên các bạn hãy có cái nhìn thấu đáo hơn về bi. Đừng chỉ nghe nhìn từ một phía mà hãy xem xét thông tin đa chiều và tự mình đưa ra những nhận định cho riêng mình và làm những gì mình cho nó là đúng miễn đừng vi phạm pháp luật là được. Bài phân tích của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả ở chung bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về B Network. Xin chào và hẹn gặp lại.